Việc này tao không cần chúng mày sử dụng chân tay. Chúng mày phải sử dụng cái trí và sự khôn khéo. Nếu như vậy, chúng em sẽ tiếp cận như một nhà báo. Được. Thằng kia. Dạ. Mày có làm được việc không? Dạ em làm được đại ca. Tao thấy mày như đang thiếu thuốc. Dạ. Em thiếu chút chút. Thiếu à? Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Chơi thuốc thì phải có cữ, có giờ. Đừng để lên đô, hỏng việc. Em biết rồi. Lát nữa, chúng mày đi lên đó luôn. Lấy xe nhà đi cho tiện. Dạ. Trên xe, tao còn một ít hàng. Chơi vừa vừa thôi. Dạ đại ca. Lộ phí đi đường. Nhớ tao dặn, phải làm cho thật cẩn thận. Vào tận nhà nó, chụp lại tất cả những gì liên quan đến nó, gửi về cho tao. Biết chưa? Dạ, em biết rồi. Đi đi. Đại ca em đi. Em chào chị. Dạ anh chị cần tìm ai ạ? Xin lỗi cho hỏi có thầy Ngô Xuân ở nhà không ạ? Dạ thầy ở trong mời chị vào ạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ồ chào em. Em ạ. Em tên gì? Em tên Dũng ạ. Em học võ lâu chưa? Em học hơn một năm nay rồi ạ. Ồ bọn anh là phóng viên ảnh muốn chụp ảnh của lớp võ mình. Thầy em tên gì? Thầy em tên Ngô Xuân đang ở trong nhà. Ồ cảm ơn em trai. Chào anh chào chị. Mình là bên phóng viên báo ảnh. Dạ. Hôm nay muốn đến chụp hoạt động của lớp võ ta. Vâng. Anh là thầy ở đây ạ? Không, em là trợ giảng thôi. Đây là võ đường của thầy em. Thôi, mời chị vào nhà. Cảm ơn. Mời. Dạ, cảm ơn. Dâu đẹp. Vâng, cảm ơn, trời cho. Võ đường quy củ thật. Mà hình ảnh kia là ai vậy anh? Con gái của thầy đấy. Ồ. Chị là võ sĩ ạ? Cao thủ nhất nam. Thế thì hay quá. Chúng em cũng đang muốn xin chị một kiểu hình đang mặc võ phục để minh họa cho bài. Tiếc quá, đi trông cháu ốm ở dưới Hà Nội. Chị là sinh viên ạ? Trước đây thì là sinh viên. Dạ. Ra trường rồi. Thế thì tiếc quá. Mà thầy Xuân có nhà không anh? Thầy Xuân có. Anh gặp thầy Xuân à? Đợi nhá. Dạ, cảm ơn anh. Khách thầy. Chào thầy. Chào hai bạn. Dạ. Dạ chào thầy ạ. Hai bạn ngồi đi. Dạ cảm ơn. Ngồi. Uống nước. Thế hai bạn đến đây có việc gì? Chúng cháu bên nhà báo ạ. Thế hôm nay ngày gì mà lắm nhà báo thế? Nhiều. Các bạn ở báo nào? Dạ, chúng cháu bên báo đẹp ạ. Đẹp. Chả là sắp đến ngày hội thể thao võ đường. Cơ quan là cử anh em cháu đến săn ảnh các câu lạc bộ võ thuật võ trường trên Nguyệt Phương ạ. Săn hình ảnh câu lạc bộ. Vinh dự quá. Sao con? Thế các bạn cứ tự nhiên nhá. Tôi bận việc. Dạ. Còn những khách nhá. Để mời thầy ngồi uống nước ạ. Thôi, cảm ơn. Tôi người nhà. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Cứ tự nhiên đi, nhá. Dạ. Uống nước đi. Thầy của anh đẹp lão quá ha. Thầy đẹp lão, nhưng hay ngại. Có gì cứ phỏng vấn tôi. Uống nước. Dạ. Kính đẹp. Vâng, cảm ơn. Chị thì xinh gái quá. Người đẹp như vậy mà không đi thi hoa hậu thì cũng phí. Ai cũng nói thế đấy. Oh. Nhưng mà không thích showbiz.
Mà anh, à, chị Thủy có người yêu chưa anh? Ôi giời, người tán thì đầy. Nhưng mà kén lắm. Ồ. Lại còn kêu nữa. Ôi giời. Em đẹp, em có quyền mà. Con mắt nhìn khác người. Ồ. Liều tiêu như em đây. Không có cửa. Ồ. Chỉ thích bác sĩ thôi. Ồ. Nên là kỹ sư này, chủ doanh nghiệp này, tán hả? Ê, không vào tầm cắm. Tiêu chuẩn cao quá. Cơ nhà báo nhiều dâu như này lại càng không thích. Uống nước, uống nước. Con mời thầy. Sao anh biết hai đứa đến đây thăm dò? Đơn giản lắm thầy. Thứ nhất, nhìn vào cách họ cầm máy chụp hình, chắc chắn đấy không phải là dân chuyên nghiệp. Thứ hai, khi con nói phỏng vấn con đi thì toàn hỏi về Lam và chăm chăm chụp hình cô ấy. Hơn nữa, nhìn dáng dấp bọn họ giống dân xã hội hơn. Tình tế lắm. Thầy sẽ không hỏi công việc của con, nhưng mà thầy đoán chắc cái Lam đang... Đúng là không có gì qua được mắt thầy. Thì tôi mới là thầy của anh. Con mời thầy uống nước. Con xin phép. Ừ, nghe đây. Rút rồi à? Ừ. Thôi về nghỉ đi nhá. Đúng như dự đoán thầy ạ. Hai đối tượng đã ra khỏi khách sạn ăn mặc rất hầm hố. À thầy, tất cả những bức hình này thầy cứ treo để đó, để phòng chúng quay lại. Thầy hiểu.